Thưa quý vị, mở đầu chuyên mục điểm báo ngày hôm nay là bài viết Bình tĩnh nhưng phải quyết liệt được đăng tải trên báo Đại biểu Nhân dân. Theo bài viết, phản ứng của hệ thống y tế và chính quyền địa phương với việc dịch Covid-19 tái xuất trong cộng đồng sau gần 90 ngày vắng bóng là hết sức bài bản, nhanh chóng, kịp thời. Sự việc này một lần nữa cho thấy nguy cơ dịch bệnh luôn rình rập, đòi hỏi mỗi người dân từng tổ chức phải luôn cảnh giác, tự giác chấp hành các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh dịch tễ và quy trình phòng chống dịch. Vi phạm của bệnh nhân 1342 là tiếp viên hàng không và trách nhiệm của những đơn vị cá nhân để xảy ra tình trạng dịch bệnh lây lan trong cộng đồng cần phải làm rõ và xử lý nghiêm để mang tính dân đe. Bởi một phút lơ là chủ quan thiếu trách nhiệm, dù chỉ của một người thôi cũng có thể sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho cả xã hội và quốc gia. Thưa quý vị, thông tin có nhiều ca dịch Covid-19 khiến cho nhu cầu khẩu trang nước rửa tay tại thành phố Hồ Chí Minh nóng trở lại. Nhiều người bán hàng online lợi dụng tâm lý này tăng gấp đôi giá bán khẩu trang chỉ sau một ngày. Theo nhiều đơn vị hiện nay xuất hiện tình trạng khan hàng giá đẩy lên cao chủ yếu do một số đầu mối gom mua. Đơn vị sản xuất lớn thì cố tình ghim hàng phao tin tạo khan hiếm giả trước khi bung hàng ra bán với giá cao. Ngoài ra thì nguyên liệu dự trữ cũng không nhiều. Nhiều đơn vị sản xuất đề nghị là ngoài việc kiểm soát và tăng cường chế tài đối với hành vi tạo khan hiếm giả, cơ quan chức năng cũng cần phải làm việc với các đơn vị sản xuất lớn để nắm được tình hình cũng như là có những điều phối hợp lý. Những nỗ lực của các nhà mạng trong việc thử nghiệm thương mại 5G không chỉ tạo cơ hội để người dùng thử nghiệm 5G mà còn khẳng định Việt Nam sớm trở thành quốc gia tiếp theo trên thế giới phổ cập mạng 5G. Và từ đây thì 5G kỳ vọng là mở ra cơ hội phát triển cho nhiều lĩnh vực của đất nước như là công nghiệp, công nghệ ô tô, y tế hay chuyển đổi số. Đặc biệt là bài toán đưa internet đến vùng sâu vùng xa cũng sẽ được giải quyết khi mà 5G có thể giúp thay thế internet cáp quang. Với 5G, sự hào hứng là có thật. Không chỉ với người dùng trong giai đoạn hiện nay, mong muốn có được tốc độ kết nối di động cao hơn, mạnh hơn. Xa hơn, 5G mở ra sự kết nối hạ tầng số cho các giải pháp số, tài chính số, nội dung số, logistic, thương mại điện tử, đáp ứng các nhu cầu xây dựng chính phủ điện tử, phát triển kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam. Thưa quý vị, trong khi đó, thì Báo Nhân dân số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết rất đáng chú ý. Sớm gỡ vướng cho các doanh nghiệp công ích tại Hà Nội. Do vướng mắc khi chuyển đổi từ cơ chế đặt hàng sang cơ chế đấu thầu theo quy định mới, nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ công ích của Hà Nội như là xe buýt, thủy lợi, môi trường thoát nước cây xanh đang gặp nhiều khó khăn do chưa được thanh toán các chi phí hoạt động trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến thời điểm có kết quả trúng thầu. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần phải sớm có hướng giải quyết để có thể bảo đảm được quyền lợi cho doanh nghiệp, ổn định an sinh xã hội. Thưa quý vị, nằm trong loạt bài đáng chú ý, sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai tại Khánh Hòa. Báo thời nay đăng tải kỳ 1, dự án tai tiếng. Ngày 4 tháng 11, Thanh tra Chính phủ đã chính thức ra thông báo số 1919, kết luận thanh tra về việc chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác, kiểm tra xử lý đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại một số dự án ở tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều sai phạm ở hàng chục dự án đã và đang được đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên thực tế trên địa bàn vẫn còn hàng loạt dự án khác cũng có dấu hiệu sai phạm. Đơn cử như là đại công trường của dự án Vega City có tiền sử đầy tai tiếng với những sai phạm kéo dài trước đó. Năm 2015, công ty cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai triển khai dự án nuôi bò công nghệ cao tại tỉnh Đắk Nông với tổng vốn là hơn 2.600 tỷ đồng. Thế nhưng dự án này thì đã nhanh chóng điều chỉnh vốn xuống còn 100 tỷ đồng rồi đáp chiếu. Đây là thông tin được đăng tải trên báo Lao động. Nhiều người dân ở xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông phản ánh. Trước khi làm dự án, chủ đầu tư đã phổ biến hứa hẹn sẽ tạo công an việc làm cho người dân địa phương. Những ngày đầu, mặc dù bị mất đất sản xuất, nhưng người dân vẫn mong muốn dự án nhanh đi vào hoạt động, có hiệu quả để có cơ hội tìm được công an việc làm ổn định. Thế nhưng sau 3 năm triển khai, chủ đầu tư đắp chiếu dự án. Điều này khiến cho nhiều người dân nghèo ở xã Quảng Phú tiến thoái lưỡng nan khi vừa mất đất đai, lại vừa không có việc làm.